Kiểm tra hai phòng hát tại cơ sở kinh doanh karaoke ở Vĩnh Long, cảnh sát phát hiện 20/33 thanh niên có mặt dương tính với ma túy. 17 thanh niên nam nữ dương tính với ma túy trong hai phòng nhà nghỉ ở miền Tây Nam. Diễn viên Cô Thốt, Thanh Minh Việt dương tính với ma túy có thể là bị gài vụ 8 cán bộ xã đi viếng nghĩa trang bị tông tử vong. Tài xế dương tính với ma túy hơn 2 giờ sáng ngày 14 tháng 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Vĩnh Long và Công an huyện Long Hồ kiểm tra và bắt quả tang hàng chục thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở karaoke Happy Garden trên địa bàn xã Phước Hậu. Cơ sở này do ông Chiêu Văn Minh Châu, 42 tuổi, ngụ phường 4, thành phố Vĩnh Long, làm chủ. Thời điểm kiểm tra, trong phòng số 3 và phòng số 5, có 33 thanh niên có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Cảnh sát lập biên bản, xử lý nhóm thanh niên có biểu hiện sử dụng ma túy. Cảnh sát đã test nhanh, có 20 thanh niên gồm 9 nữ, 11 nam ngụ tại tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp dương tính với ma túy. Lực lượng công an thu giữ bịch ni lông, đĩa bằng sành chứa tinh thể màu trắng, 2 viên nén màu xanh, nghi là ma túy. Nhóm thanh niên trên cùng tang vật đang được cảnh sát tạm giữ để xử lý theo quy định. Dương tính với ma túy, tài xế lấy ra viên thuốc màu xanh nói đây là thuốc sức khỏe đàn ông theo chi thức.